Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hiện tại thì Hoa Viên tiếp tục cả nhà ơi, tiếp tục đưa những cái bàn bàn đá, ghế đá. Để dưới cái cây châm mà cả nhà. Đây, tiếp tục đưa bàn đá, ghế đá cho bà con cô bác đến viếng mộ cô Năm. Hoa Viên đã gọi là có những cái làm việc, những việc làm rất là tích cực. Anh Bường ơi, anh Bường, đừng quay gần quá mấy ảnh không cho đâu. Mình đứng xa xa thôi anh, tại vì công việc anh làm á, mình xa xa ra mình đứng đây được à. Để hậu mất công lại không cho quay nữa. Đó, cô chú anh chị, thì những cái ghế đá đã được đưa tới xe nâng ha, cái này là xe nâng đúng không anh? Đó. Là đưa tới để giúp bà con cô bác ngồi dưới cái tán cây, cây này là cây châm nè, ngồi cho mát. Rồi là hiện tại anh đem tới là hai cái ghế, chắc em nghĩ là trời ơi có bàn không biết đây. Đó, bé đang cỡ cỡ trâu hả? Ôi, bé đang cỡ trâu cô chú anh chị. Đây, tiếp tục là có những cái việc làm rất là tốt luôn cả nhà ơi. Hoa Viên là phải nói là cảm ơn Hoa Viên rất là nhiều luôn. Bây giờ bên trong thì bà con cô bác mình đi nắng thì có dù, nước khát nước thì có nước uống, Hoa Viên đang chăm lo. Và bên cạnh đó thì có ghế đá để ngồi nghỉ mát. Đây là cái cây châm nè cô chú anh chị, cây này là cây châm nha, cây châm cô chú anh chị. Anh đang chạy về lấy thêm mà, lấy thêm bàn. Có bàn không anh? Có bàn không? Có bàn hả? Không biết là hai bộ hay là một bộ, chắc chắc nghĩ là hai bộ quá. Có bàn, có bàn, có bàn anh mới chừa lỗ trống nè. Có bàn. Đây hiện tại là hai cái ghế. Anh Kim cái này xíu anh Minh lấy rồi. Để bên đó hình như bị nắng á. Nắng đâu có để vậy đi. Không, cái ghế các bạn để giữa gốc cây mới đẹp kìa. Đâu chú Nhí ngồi xuống coi vừa chưa chú Nhí, chú ngồi lên ghế thử coi. Ngồi thử coi có đẹp không? Cái đĩa các bạn tới đi đầu mình. Rồi quá đẹp luôn. Rồi, rồi thoải mái không chú? Chú mở hàng đó nha. Nó nóng hơn. Nóng hả? Hơi nóng. Tại để ngoài nắng hơi nóng. Thì một chút xíu nữa chắc chở tới là hai cái bàn nữa quá. Mà theo như anh nghĩ là mấy bộ nè, giống như trên đó không? Em nghĩ là hai cái bàn, hai cái ghế, bốn cái ghế. Hai cái bàn, bốn cái ghế. Đó, bé bé vô ngồi luôn. Năm phân. Nguyên thủy cả nhà. Đá này, ghế này là ghế ghế dán nha. Cái này là đá, này là đá kim cương. Dán dán. Là dán. Đá cắt mài. Cái này là 4 phân, cái này là 5 phân. Đá hoa cương. Này 3 phân, cái này 3 phân. 3 phân hả? Này 3 phân. Ủa cái ghế nó còn gập ghềnh hả? Kiếm gì chim vô chú. Chắc là chất lượng cả nhà. Thì tương lai là bà con cô bác mình đang suy nghĩ đây là một cái khu du lịch. Khu du lịch của Vũ Linh luôn rồi cô chú anh chị ơi. Hoa Viên đã có những việc làm phải nói là rất là đáng khen ngợi, giúp cho bà con cô bác mình đến đây viếng mộ có chỗ ngồi, không cần phải ngồi ở dưới đất dưới cỏ nữa rồi, và có chỗ đậu xe. Đậu xe thì đậu hai bên đường cô chú anh chị, hai bên đường như thế này đó. Thì ô tô thì không có đi vào bên trong đây ha, tại vì nếu mà đậu ở đây á, thì sẽ gọi là làm ùn tắc giao thông, làm cho cản trở những xe tang đi vào. Đó, có bàn luôn anh. Anh thấy sao anh, có bàn anh thấy phấn khởi không anh? Thấy vui. Thấy vui không? Bàn thì bà con cô bác mình ngồi thì anh thấy vui đúng không? Đúng rồi. Dạ. Có anh em đến mà thắp nhang cho cậu á, có chỗ ngồi yên tĩnh. Qua quý đồ nhà xe cho anh mình chạy lên anh. Cảm ơn anh nha. Đó, cô chú anh chị thì nói chung là bà con cô bác thì ai cũng vui, vấn đề có bàn là vui nha cả nhà. Ở bên kia thì có cái chuyện gì mà mọi người đang đang bên đó nói cái gì, bên đó đang nói cái gì mà nhiều quá ta, mình coi đó mình coi thử coi chuyện gì đang xảy ra bên đó, chuyện gì đang xảy ra bên đó chị. Đấy, anh nấu vàng đang đuổi rồi. Anh nấu vàng bữa nay trong làng đuổi rồi rồi. Không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện gì anh Ngọc? Hả?
Vậy hả? Rồi lâu lâu có nó chạy để đứng sau con Hồng Phượng, mấy con để ý không? Hồng Phượng nó dòm dòm cái trong cái điện thoại á, thì thấy nó ngồi tội quá, thì bữa đó nước mắt cô nó chảy, nước mắt cô chảy tại cô thấy không ai ngó ngàng gì tới Hồng Long, nó ngồi một mình riêng, thấy không, thấy rõ không? Thì cô mới vô tình cô vẫn chơi thôi, cô nói anh Vũ Linh, bữa nào anh về anh cho tôi thấy đi, con Hồng Long con nuôi hay là con ruột? Nếu mà con nuôi con ruột á thì anh cho một mình tôi biết, tôi không nói với ai. Thì cái bữa đó cái clip đưa lên thì cô giá như vậy á, thì cô vô tình mình giá chơi thôi. Thì từ cái bữa cái clip đưa lên là bây giờ là cô ôm cái iPad cô chỉ coi trên này thôi. Thì cái bữa tối 15 á, 15 tây á, cô mới mở cái iPad cô coi cái tuồng cải lương ổng với con Thụy Mỹ đóng á, là con Thụy Mỹ đóng dây hà đó, có coi tuồng đó, cô coi tới 11 giờ. Đóng dây hà cô coi tới 11 giờ thì cô úp cái điện thoại cái iPad lại cô ngủ. Thì cô ngủ mà đâu có biết giờ đó là mấy giờ. Thì cô ngủ thì vô tình cô đi ngang con đường nhà ổng, thì cô thấy ổng ngồi, nhà ổng là hai cánh cửa nha, mà ổng ngồi cánh cửa bên trái á nha. Cô nói đây cộng đồng mạng tin không tin là không quan trọng, có tin thì cơm cô cũng ăn, chắc cô không có xin người ta. Cô thấy ngồi ngay cửa bên trái đó, thì cô thấy ổng, cô đi tới cô thấy ổng ngồi bệt bên cánh cửa bên trái nha, nhà ổng hai cánh mà bên cánh cửa bên trái. Cô mới hỏi ủa anh Năm à, kêu tên Vũ Linh không, kêu Năm, anh Vũ Linh tại sao anh ngồi đây? Tôi sẽ đóng vô nhà. Ổng mới nói là anh vô nhà không có được, mà ổng miếu vậy đó nha. Thì cô thấy ổng mặc cái áo thun màu trắng, hai cái dây viền màu đen, bên phải ổng á là có một cái túi, mà túi xẻ chứ không phải túi nắp nha, túi xẻ là vậy nè. Ổng móc tay vô, ổng móc tiền ra, ổng điếm giấy tờ giấy 2000 không. Em mới nói chị, cô mới nói nè, ủa anh làm gì vậy? Em anh đếm tiền anh cho em mà nó ít quá đi. À, thôi anh không có cho em, mà đối với em á anh cho nhiều chứ đâu có cho vậy, 1-2 triệu không có nghĩa lý gì. Thì chứ cô mới nghe vậy, cô mới nói là vậy hả, từ lâu em thấy anh vậy, mà bữa nay em thấy thực tế, nghe nói anh làm từ thiện, anh cho, anh thương người. Thôi livestream, cô la lên vậy đó, cô nói livestream. Thì cô thấy ba cái máy điện thoại này đem vô quay cô, hiểu không, quay cô. Thì cô nói là dăng ra tại đông quá, lúc đó cô nói là nói livestream là nó đông quá rồi, dăng ra để livestream. Có cộng đồng mạng ơi, bữa nay Năm Vũ Linh đầu xưa giờ tôi nghe mà tôi không có thấy, bữa nay ông nói là ông cho tiền tôi nè, livestream cộng đồng mạng ơi. Thì vừa nói cho cộng đồng mạng ơi ngó ra sao á thì không thấy ông đâu mắt. Thì cô giật mình dậy cô cầm cái điện thoại, thì cô thấy 3:11, cô thấy 3:11 đó. Rồi đến nói gì nữa nè, mới đây này cách đây 2 ngày, tử ngày cô thấy ổng, cô xui lắm, cách đi 2 ngày cô mới nói vậy nè. Không phải cái đây tin không tin là không cần vấn đề, mà cô trong cái này này nhắn tới Hồng Loan á, cô thấy cái điểm chim bao ba nó ngồi miếu khóc về cửa vậy đó, liệu nó coi thử coi hay là tối nó đốt nhang đó, thì cái đó không được. Còn cộng đồng mạng tin không tin là không cần vấn đề, mình thấy sao mình nói vậy. Cô mới nói anh Vũ Linh, mấy cái này em thấy anh em xui quá, hay là cái chim bao anh cho em thấy mà em không cởi mở cho con anh, không cởi mở trên cộng đồng mạng biết, anh cho em hên đi. Là ngày mai em lên mộ anh, là bữa nay nè, cô thấy là mới 2 ngày cô giái ổng, cô thấy cô hên. Thì bữa nay bắt buộc sáng cô ra cô ngồi quán cà phê, cái chim bao này cô kể ngày 15 tây thì ở quán cà phê người ta biết rồi. Mới sáng rồi cô ra cô ngồi cô kể nó nè. Cô mới nói không biết làm sao bây giờ. Một cái là em xuống nhà, hai là em lên nghĩa trang, em phải gỡ bài tâm sự này ra. Thì cái mấy cái bà đó nó xuống nhà sợ người ta không có mở cửa, then cài cửa đóng con Hồng Loan nó không có mở cửa. Thì cô thấy vậy cô bao con nhỏ đây nè, mấy trăm ngàn tiền xe đi, cô ra cô mua 1 ký trái giải đó. Bữa nay cô lên đây bây giờ cô nói sẵn luôn, anh Vũ Linh cái điềm chim bao anh cho em thấy bữa tối 16 tây lúc 3:11, bữa nay em lên đây là em đã tâm sự hết rồi đó. Sợ nhiều lúc anh cho em thấy mà em không nói ra được thì sợ anh buồn, bữa nay em lên em nói ra rồi đó. Đó là cái điều kiện bao nhiêu đó. Bữa nay cô lên đây thứ nhất là cô đốt cái nhang, thứ nhì là cô tâm sự ra cho anh Vũ Linh em biết đó, vậy thôi hả. Còn cái lúc cô thấy chú Vũ Linh thế nào, chú có chú khỏe không, chú ở trước nhà đó thấy không? Có khi không có phải mà lúc thời trẻ, dạ. Lúc thấy y như khuôn mặt hai cái má phè phè mà ngồi, dạ, ăn chơi với mấy, dạ, người này nè, dạ. Ngồi tỉnh mà cô mới nói này là sao anh không vô nhà, sao anh ngồi đây nữa, ổng miếu thấy ổng miếu đã làm nữa anh vô nhà không được đó. Mình thấy mình tội thì từ tháng đó thì thấy ổng móc tiền ra ổng định cho mình thì mình mới live stream. Tại từ lâu nó thiệt không có thấy ông ở ngoài, mà từ cái ngày ông chết bây giờ cái iPad lúc nào cô cũng mở trên này hết trơn, yeah. Thậm chí 12 giờ cô mở chồng cô nói chứ tắt đi lúc nào ông Vũ Linh ủa ông em ra ngoài ngủ, nói thẳng với luôn, yeah. Nhiều lúc mình ám ảnh mình ám mổ ông mà mình lại thấy vậy, yeah. Đó. Còn với điều kiện nữa, từ lâu nói chung từ lâu cô cũng muốn làm cái này lắm mà chồng với con không cho làm. Thứ nhất là cô
cảm thấy những người mà mạnh thường quân á, tâm nhận tại sao người ta có cái tâm tốt ha. Cô dạ. Cô nói thiệt, cô hồi xưa giờ cô cũng không có cái mạnh thường quân cho vậy đó, mà cô thấy cái tấm lòng người ta rất là tốt, cao thượng. Mình đáng nghiêng mình cúi đầu mình nể những mạnh thường quân, người ta cầm từng tập tiền vậy phát người 500 phải nói là đối với ai sao không biết, đối với cô là cô rất là cúi đầu ngưỡng mộ mấy cái tấm lòng tốt đó. Đó bữa nay chỉ có nhiều thôi, lên được đây là vui rồi. Thứ nhất là bữa nay nói mà con nhỏ này đi theo đó nó thế nào ở trên cũng có YouTuber là chim ok. Dạ. Cứ việc đưa lên chia sẻ lên, còn cộng đồng mạng tin không tin là không thành vấn đề, chỉ cần Hồng Loan nghe được cái clip này thì Hồng Loan muốn tối ra đốt ngang giá chỗ ba đó thì giá, còn không thì tìm cái trước nhà mà có cái tính luôn hả cô? Trước nhà mà cái cánh bên trái nha. Dạ. Cái cánh bên trái ở ngồi tùm lum mấy cái cánh bên trái luôn nha. Ông ngồi đó đó, có mặc áo thun trắng, hai cái vai thì viền. Chứ là ngồi bệt xuống. Ông ngồi bệt xuống luôn, ngồi bệt xuống đất luôn. Rồi, đó, vô tình giá vẫn chơi thôi, nói nếu mà Hồng Loan con thiệt hay con nuôi hay con ấy anh cho em thấy đi. Thì từ cái ngày giá nó biết cái ngày bữa nay thì mình biết này con nhỏ này tôi ra bị đường tôi kể mà nó bao xe nó đi á. Đó. Mà cô đến từ đâu cô? Cô nhà 10. Cô chú anh chị ơi, thì chị gái đó từ thành phố Hồ Chí Minh quận 10 xuống đây, thì chị nằm mơ chị thấy là cậu Năm Vũ Linh là không có vào nhà được. Chị thấy cậu Năm Vũ Linh ngồi ngoài cánh cổng cái cửa hướng bên tay trái. Chị muốn nhắn nhủ với chị Hồng Loan là hãy thắp nhang ở ngoài đó và như thế nào đó mời cậu vào, chứ cậu vào không được. Thì cái đó là cái chia sẻ của chị, thì chị cũng nói là chỉ là một giấc mơ, thì bây giờ có tin hay không tin thì cũng tùy thôi, thì tại vì đó là một giấc mơ. Tại buổi trưa nắng thì khán giả nhìn đến đây viếng cũng rất là đông rồi cô chú anh chị. Thì em ra đây em chia sẻ thêm là mấy anh đang trồng cây ha, chuẩn bị sắp xong rồi cô chú anh chị. Ở ngoài này thì bộ bàn ghế đá thì cũng đã được đem cái bàn tới rồi cô chú anh chị ơi. Vậy là có một bộ thôi. Ở dưới cây châm này chỉ có một bộ ghế đá thôi cô chú anh chị. Đây ha. Là hội viên đang có những việc làm rất là tốt luôn. Đây là bàn ghế đá được đặt dưới cây châm, rất là mát luôn cả nhà. Hồi xưa thì ở đây không có, nhưng mà hội viên đã đem tới đây. Đó, phải nói là quá quý luôn của chú anh chị ơi. Dù trời chưa nắng nhưng mà bà con vẫn đến viếng mộ cậu Năm nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà yêu thương em, thì cho em xin một like, một đăng ký kênh cũng như là một lượt chia sẻ nha. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.